Tại một vùng quê hẻo lánh, Barton cùng gia đình đang đi dã ngoại trong thời gian bị quản thúc. Anh hướng dẫn con gái tập bắn cung và cô bé đã chứng tỏ mình là thần tiễn trong tương lai. Nhưng ngay khi Barton quay lại thì con gái cùng vợ và hai người con trai của anh đã biến mất không dấu vết. Đây chính là hậu quả sau cú búng tay của Thanos. Khi ấy Barton vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Anh hoảng hốt gọi vợ con trong vô vọng. Đâu đó ngoài không gian, Tony và cô nàng người máy Nebula đang trôi giặt vô định trong vũ trụ. Hiện tại đã là ngày thứ 21 và gói mì tôm chua cay Hào Hào cuối cùng cũng đã hết. Cơ thể anh giờ đây chỉ còn mỗi da bọc xương. Biết khó có thể sống sót nên Tony đã gửi những dòng tin nhắn đầy yêu thương dành cho vợ của mình. Sau đó anh ngồi lên ghế thanh thản đón chờ cái chết ghé thăm. Đột nhiên một luồng sáng cực mạnh bay tới. Tony mơ hồ tưởng một thiên thần xinh đẹp đến đón mình lên thiên đàng. Nhưng đó chính là Danvers với nickname đội trưởng Marvel. Cô nhanh chóng bế nguyên con tàu to vật vã bay về trái đất. Mặc dù đã được đoàn tụ cùng vợ và những người đồng đội nhưng chẳng ai trong bọn họ có thể nở nụ cười được cả. Bởi vì những người khác đều đã tan biến không một vết tích. Những người còn sót lại họp bàn chiến thuật đi tìm Thanos để tính sổ nhưng hắn ta đã trốn đi mất tiêu rồi. Lúc này Tony thấy bé thỏ mặt buồn thúi đang ngồi một góc liền hỏi thăm. Chôn lùi nói rằng do không thể kết liễu khoai lang tím nên đâm ra tự kỷ như vậy. Đội trưởng Mẽ dùng máy quét không gian để tìm chúa tể kế hoạch hóa dân số mà vẫn không tìm ra. Trong lúc mọi người loay hoay không biết phải làm thế nào thì Nebula nói rằng cô biết hắn ta đang trốn ở đâu. Khi còn ở bên cạnh hắn luôn miệng nói nếu kế hoạch thành công sẽ tìm đến một hành tinh đầy thần dược hương phấn mai thúy để sống vui vẻ đến cuối đời. Trùng hợp thay là trong vũ trụ có một hành tinh gọi là thiên đường. Đoàn chắc khoai lang tím đang ở đó nên mọi người nhanh chóng lên đường trả thù. Bé thỏ là người nhiệt tình nhất vì vẫn còn cay đắng sau thất bại lần trước. Sau khi thực hiện bước nhảy không gian toàn đội đã đến hành tinh thiên đường. Một nơi có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà hiếm có nơi nào trong vũ trụ có thể bì được. Thanos sáng nào cũng ra hái quả mang vào điều chế tiên dược mai thúy thì bất ngờ một luồng sáng bắn tới. Cô nàng Danvers xông tới dùng háng kẹp cổ còn hai con robot thì khóa tay. Thanos bị chặt mất một cánh tay nhưng 6 viên đá vô cực biến đâu mất rồi. Hóa ra khoai lang tím đã biết trước kế hoạch của mọi người nên đã phá hủy chúng. Lịt mẹ mày, bé thỏ tức giận quát lớn rồi thẳng thay xin nhẹ cái đầu của Thanos. Nhưng mà hình như chưa kịp tra hỏi hắn xem còn cách nào khôi phục lại mấy viên đá không thì phải. 5 năm sau đó, không khí vẫn còn ảm đạm vì mọi người vẫn chưa vượt qua được cú sốc mất người thân. Phần lớn các siêu anh hùng đã chia tay mỗi người một ngả. Khi ấy tại một nhà kho cũ nơi người kiến bị kẹt trong lượng tử giới, vô tình một con chuột đi ngang qua kích hoạt cỗ máy đưa người kiến trở lại. Vì ở trong lượng tử giới nên anh chàng không bị ảnh hưởng bởi cái búng tay của khoai lang tím. Sau khi biết rõ sự tình đã xảy ra trong những năm qua, anh nhanh chóng đi đến trụ sở Avengers tìm đội trưởng Mẽo và Natasha để nói chuyện. Anh nói rằng 5 năm kẹt trong lượng tử giới chỉ dài như 5 ngày, thời gian và không gian trong đó khác hoàn toàn so với bên ngoài. Vì vậy, chúng ta có thể lợi dụng lượng tử giới để có thể quay ngược thời gian trước khi Thanos búng tay. Hai người đối diện chăm chú nghe từ đầu đến cuối nhưng chẳng hiểu mô tê gì cả. Scott Lang nói rằng người đủ thông minh để chế tạo ra cỗ máy thời gian chỉ có thể là tỷ phú ve trai Tony. Khi ấy, người sắt đã chọn một cuộc sống an nhàn không màng thế sự cùng với Pepper và con gái. Tuy nhiên, khi nghe bọn họ nói về cỗ máy thời gian, anh liền tỏ ra ngạc nhiên. Bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, nó mới chỉ là ý tưởng chứ chưa ai biết cách để thay đổi thời gian cả. Mặc dù rất có hứng thú với chuyện này, nhưng Tony đã từ chối vì anh chỉ muốn sống hạnh phúc bên gia đình. Ba người đành phải tìm đến một nhà khoa học khác, đó chính là tiến sĩ Banner. Sau bao nhiêu lần thử nghiệm, cuối cùng tiến sĩ cũng thành công kết hợp với bé bự húc thành một bản thể. Công việc hàng ngày của anh là bê xe tăng ra trưng bày. Kiểm tra xem có cái lốp nào xịt không thì mang đi vá. Tôi đến nhẹ nhàng vác xe tăng vào trong cất đi. Công việc vui vẻ không có áp lực nên khi nghe tới chế tạo cỗ máy thời gian anh không có hứng thú. Trở lại với người sắt, sau khi được vợ động viên tinh thần, Tony nhớ lại bức ảnh chụp chung với thằng cháu nhiều chuyện Peter. Cầm bức ảnh chụp ngược trên tay, anh bất chợt nhớ lại thuật toán nghịch đảo năm xưa. Nhờ đó mà tìm ra được điểm then chốt để chế tạo ra cỗ máy thời gian, biết hành trình giải cứu thế giới lần này có thể một đi không trở lại. Anh lén hôn tạm biệt con gái rồi chuẩn bị lên đường. Sáng hôm sau tại trụ sở biệt đội thích thì báo thủ, Banner đang cố gắng thử nghiệm cho người kiến du hành thời gian lần đầu tiên. Kết quả là 3 giây sau đó Scott trở lại nhưng đã biến thành một cậu nhóc 10 tuổi. Lần thứ hai thì biến thành một ông già đang bị thoái hóa đốt sống lưng. Banner giả vờ đập màn hình để che đi thuật toán sai của mình. Đội trưởng Mẽo chán trở buồn nói bỏ ra ngoài hít gió. Đúng lúc này tỷ phú Vecha xuất hiện. Anh không cần chứng kiến cũng biết kết quả của lần thử nghiệm thứ 3 là người kiến trở thành một em bé. Tony lấy chiếc khiên đã được sơn lại để tặng cho đội trưởng. Khi ấy toàn bộ những siêu anh hùng đã tập hợp trở lại. Banner vì viết mỗi thuật toán cũng không xong nên bị cả đội cử đi cùng chồn lùi Rocket đến nơi người dân Asgard đang tị nạn trong trái đất. Bé thỏ đẹp trai 8 múi ngày nào nay đã hợp nhất thành một múi bự trà bá. Anh đã trở thành một kẻ bê tha nghiện bia và chơi game. Sau khi biết mọi người sẽ quay ngược thời gian để đi giết khoai lang tím, anh nói rằng mình đã giết hắn ta và sẽ không tham gia vào nhiệm vụ này. Chồn lùi buồn bã nói vậy ai sẽ uống hết số bia mới mua ở Việt Nam bây giờ. Thỏ không cần suy nghĩ vội quay xe đi với cả hai.
Người tiếp theo họ cần tìm đó là Barton. Sau khi mất vợ con, anh chuyển qua sống tại Nhật Bản và lấy nickname là Ronin. Anh chuyên truy lùng và giết chết những băng đảng Yakuza ở đây. Natasha xuất hiện khuyên muốn khô cả họng, anh mới đồng ý quay về. Cuối cùng mọi người cũng tập hợp lại đầy đủ. Đại tá Roder đề nghị mang khoai lang tím đi luộc từ khi hắn còn nhỏ. Nhưng vấn đề ở đây là thay đổi quá khứ thì không làm thay đổi hiện tại. Nó chỉ làm thay đổi một nhánh thời gian song song với hiện tại mà thôi. Mọi người đều cố gắng tiếp thu nhưng một lần nữa đếch hiểu gì cả. Banner giải thích ngắn gọn là chúng ta sẽ về quá khứ rồi mang 6 viên đá về đây. Sau đó búng tay một cái là những người đã biến mất sẽ trở lại với công nghệ du hành thời gian do Tony mới tạo ra. Đặc vụ Barton nhanh chóng quay trở lại căn nhà năm xưa của mình. Vài giây sau anh cũng được đưa trở lại thành công. Vấn đề xảy ra là mỗi một lần du hành sẽ ngốn một hạt pin, mà số lượng hạt pin hiện tại chỉ đủ cho mỗi người một lần du hành mà thôi. Như vậy chỉ cần một lần thất bại là coi như công cốc. Trong khi mọi người đang đăm chiêu suy nghĩ thì bé thỏ lại hoan hỉ ngồi một góc ngáy vang trời. Ai nấy cũng nhìn nhau chán chẳng buồn nói. Viên đá đầu tiên mà mọi người hướng tới đó chính là viên đá thực tại. Thỏ biết nó từng ở dạng lỏng khi còn trong cơ thể người yêu cũ của anh. Viên đá sức mạnh thì chồn lùi từng thỏ được ở một hành tinh trong dải ngân hà. Viên đá linh hồn thì Nebula biết nơi đang giấu nó, nhưng muốn lấy phải đánh đổi linh hồn của người quan trọng nhất đối với mình. Viên đá thời gian thì do bác sĩ kiêm phù thủy tối thượng đang nắm giữ. Nếu về đúng thời điểm thì họ có thể lấy về 3 viên đá khi chúng đang ở New York. Cứ như vậy cả đội chia thành 3 nhóm nhỏ để lên đường. Thất bại thì ai về nhà nấy ngủ nghỉ cho khỏe. Còn thành công thì chúng ta lại có phim để xem. Đội trưởng cổ vũ tinh thần cho cả đội trước khi cỗ máy thời gian khởi động. Nhóm đầu tiên nhanh chóng trở lại New York năm 2012 khi đang xảy ra trận đại chiến với binh đoàn Chitauri, lợi dụng nhóm siêu anh hùng quá khứ đang gồng cơ mông dồn cơ đít để chiến đấu. 4 người chia nhau ra để đi tìm 3 viên đá vô cực. Banner được giao nhiệm vụ đi tìm bác sĩ Trang, nhưng khi ấy viên đá thời gian vẫn đang nằm trên người của thượng cổ tôn giả. Banner nghĩ mình to con cứ vậy tiến lên định thó đổ. Ai ngờ bị thượng cổ trưởng cho một cái xuất mẹ nó hồn ra bên ngoài luôn. Mặc dù vậy, anh vẫn lễu đễu nài nỉ bà ấy cho mình mượn viên đá thời gian. Thượng cổ lý giải rằng 6 viên đá vô cực có tác dụng làm cho dòng thời gian ổn định. Nếu lấy đi một viên sẽ tạo ra một nhánh thời gian đen như tiền đồ chị dậu. Banner hứa rằng sau khi dùng xong sẽ trả lại. Như vậy dòng thời gian sẽ rực sáng như chân lý của đảng. Thượng cổ nói rằng mình đã sống vài ngàn tuổi rồi nên không phải đứa trẻ con mới nhúc. Lúc này Banner mới buột miệng nói ra chính bác sĩ Trang đã giao viên đá cho Thanos. Điều này khiến bà thực sự sửng sốt. Sau một hồi suy nghĩ, bà liền giao viên đá thời gian cho anh vì tin rằng đệ tử của mình luôn làm đúng. Tony đã quay trở lại tòa tháp của mình và thấy cảnh mọi người đang giao cây quyền trượng cho tổ chức siêu mà thật ra là đám hai gia. Người kia lập tức nhảy vào trong chiếc vali, còn tỷ phú ve chai thì bay ra ngoài quét vị trí thang máy cho đội trưởng Mẽo tiếp cận bọn chúng. Anh nhẹ nhàng nói hai gia ăn cứt và dễ dàng lấy đi cây quyền trượng. Phía bên dưới đám hai gia cũng đang tranh giành khố lập phương. Người kiến chui vào trong lò phản ứng hồ quang khiến người sắt ở quá khứ chập mạch làm rơi chiếc vali. Sau đó đá nó tới vị trí của Tony để đưa chiếc vali đi. Đột nhiên bé bự húc từ trong thang máy xông ra khiến khối lập phương bay qua một bên. Ông thần khởi nghiệp Loki vội nhặt lấy nó rồi chim én đi. Thế là nhiệm vụ tự nhiên bị thất bại theo cách không thể xàm lông hơn được nữa. Trong khi đó đội trưởng Mẽo lại vô tình đụng độ với chính mình. Đối phương tưởng anh là Loki biến hình nên cả hai nhanh chóng lao vào giao cấu với nhau. Đánh đấm thế nào khiến chiếc quyền trượng rơi xuống đất văng ra bên ngoài. Trong khi đó đội trưởng hiện tại bị đội trưởng quá khứ khóa cổ tí hẹo. Anh vội nói ra bí mật Bucky vẫn còn sống khiến đối phương mất cảnh giác mà thua cuộc. Sau đó anh chạy ra ngoài hội ngộ với Tony và Scott. Nhìn thấy hai cái bản mặt buồn như mất sổ gạo là biết thế nào rồi. Đúng lúc này Tony nhớ lại năm 1970 khi đó vẫn còn viên đá và những hạt pim. Thế là đội trưởng giao cây quyền trượng cho người kiến rồi cùng Tony sử dụng hạt pim cuối cùng để quay về quá khứ. Tại phòng thí nghiệm của quân đội, cả hai cải trang để lấy khối lập phương và hạt pim rồi quay về hiện thực. Ngay khi Tony lấy được khối lập phương thì anh vô tình gặp lại bố mình. Lúc đó ông đang chờ đợi đứa con trai chào đời. Cuộc gặp ngắn ngủi giúp anh hiểu được tấm lòng của bố. Trong khi đó đội trưởng đã thó được vài hạt pim. Anh nhìn thấy người yêu của mình qua tấm kính nhưng không nói lời nào rồi lặng lặng rời đi. Phía bên kia nhóm của bé thỏ và chồn lùi thì quay về Asgard. Anh xúc động chảy nước mắt khi nhìn thấy mẹ của mình vẫn còn sống. Thỏ muốn chạy lại ôm mẹ vì hôm nay là ngày bà bị giết chết. Chồn lùi ngay lập tức tát anh một cái cho tỉnh người. Không riêng gì anh mất người thân mà tôi hay những người khác cũng vậy. Cho nên đừng hành động ngu ngốc nếu không muốn bị ăn chửi cho hói đầu. Nói đến vậy mà bé thỏ vẫn lén theo dõi mẹ mình. Tuy nhiên chính bà mới là người dọa con trai tí đái ra quần. Vì bản thân là phù thủy nên bà có thể cảm nhận được những gì mà bé thỏ đã trải qua ở tương lai. Trong khi hai mẹ con đang sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài thì một mình chồn lùi đã thành công lấy được viên đá thực tại. Trước khi trở lại tương lai, thỏ còn nhiệt tình thó luôn cây búa của phiên bản quá khứ. Tại hành tinh Murak, lúc này khoai lang tím đã lấy được một viên đá vô cực. Nebula khi ấy vẫn còn là tay sai cho hắn ta. Bất chợt con chip trong đầu cô phát ra hình ảnh của biệt đội thích thì báo thủ. Hắn liền treo con gái nuôi lên để phân tích dữ liệu.
Từ đó kế hoạch của cả nhóm đã bị Thanos phát hiện. Trong khi đó, Star-Lord vẫn còn là một thanh niên yêu đời. Anh bắt lấy một con chuột rồi phun một loạt mưa xuân vào mặt nó. Đang hăng say ca hát thì bị Nebula đấm một cái bất tỉnh nhân sự. Cô lấy chìa khóa mở cánh cổng rồi dùng cánh tay của mình lấy viên đá sức mạnh ra đưa cho Rhodey. Hai người nhanh chóng trở về hiện tại nhưng Nebula lại bị xung đột với ý thức của mình trong quá khứ. Sau đó cô bị Thanos bắt đi. Cùng lúc này Natasha và Barton cũng đã có mặt tại hành tinh Vormir. Sọ đỏ nói rằng muốn lấy được viên đá linh hồn bọn họ phải đổi lại linh hồn của người mà mình yêu thương nhất. Cả hai xem nhau như là anh em ruột nên rất yêu thương nhau. Ban đầu Barton định nhảy xuống vực nhưng Natasha thấy anh còn có gia đình đang chờ đợi nên cố gắng ngăn cản. Cuối cùng cô đã chiến thắng rồi tự gieo mình xuống bên dưới. Barton đau khổ tỉnh lại ở một nơi khác và thấy trong tay đang cầm viên đá linh hồn. Cả nhóm trở lại hiện tại cùng 6 viên đá nhưng Natasha thì vĩnh viễn không thể quay lại nữa. Đây là một mất mát lớn nên mọi người đã dành thời gian để mặc niệm cho cô nàng điệp viên. Tối đó, Tony cùng với Banner đã thành công lắp những viên đá vô cực vào chiếc găng tay do người sắt tạo ra. Chôn lùi nói rằng thế bây giờ thằng óc bò nào sẽ búng tay đây. Bé thỏ nhanh chóng tự ứng cử bản thân nhưng liền bị Tony ngăn lại. Bởi vì nguồn năng lượng trong chiếc găng tay có thể giết chết người sử dụng, Banner nói rằng nguồn năng lượng phát ra từ chiếc găng tay chủ yếu là tia gamma nên anh sẽ là người thích hợp nhất. Ngay cả khi bàn tay muốn cháy khét, Banner vẫn quyết tâm búng tay thành công. Đúng lúc này, Nebula bị thao túng tâm trí đã đưa Thanos cùng binh đoàn của hắn trong quá khứ đến hiện tại. Trụ sở Avengers nhanh chóng bị bắn dập. Trong đống đổ nát, Barton tìm được chiếc găng tay cùng 6 viên đá. Còn Nebula hiện tại cố gắng thuyết phục Gamora quá khứ chống lại tên khoai lang tím. Barton bị đám quái vật tấn công làm rơi mất chiếc găng tay. Nebula quá khứ nhặt được định giao cho Thanos thì bị Gamora và chính bản thân mình ở hiện tại ngăn cản. Vì bản thể trong quá khứ quá cứng đầu nên Nebula đã tiêu diệt chính bản thân mình. Lúc này Thor cùng đội trưởng Mẽo và Tony đã lên trên mặt đất để đối đầu với Thanos. Sau khi biết nếu tiêu diệt một nửa vũ trụ thì những kẻ sống sót sẽ đứng lên đấu tranh. Vì vậy hắn ta quyết định sau khi lấy được 6 viên đá sẽ tiêu diệt toàn bộ vũ trụ và tạo ra một vũ trụ mới. Thấy thầy ông nội này quá điên khùng nên cả ba siêu anh hùng liền lao vào đánh cho tỉnh ngủ. Thor dùng sấm sét truyền sức mạnh cho người sắt tấn công Thanos nhưng tên quái dị này quá mạnh. Không những chặn được đòn tấn công mà còn bón hành cho ba người ăn ngập miệng. Cứ hết là được bón thêm cho đến khi ói ra thì thôi. Mặc dù khoai lang tím không sở hữu viên đá vô cực nào nhưng Thor cầm cây rìu mạnh nhất vũ trụ cũng không ăn được hắn. Đã vậy tí nữa bị hắn ta giết chết. May mà đội trưởng kịp thời dùng cây bố cú cứu bé thỏ một mạng. Steve kết hợp cả hai vũ khí tấn công liên tục khiến Thanos văng ra một góc. Hắn tức giận bỏ cái nồi cơm điện trên đầu xuống quyết định chơi khô máu với đám trẻ con này. Thanh đao của hắn còn cứng hơn cả chiếc khiên của đội trưởng. Rất nhanh nó đã trở thành sắt vụn và được mấy bà đồng nát ở Việt Nam thu mua với giá hữu nghị. Khi này binh đoàn của khoai lang tím mới xuất hiện. Với số lượng đông đảo như thế này thì các siêu anh hùng lấy gì để ngăn cản bọn chúng đây? Đội trưởng quyết định dù có chết cũng sẽ chết cho thật vẻ vang, cứ tưởng rằng sẽ một mình cân nguyên đội khoai lang tím, không ngờ lại nghe thấy tiếng những đồng đội đã mất tích ở sau lưng. Bọn họ đều đã trở lại sau cú búng tay của Banner, đánh muốn ỉ chảy đến nơi rồi thì mấy người mới xuất hiện, mà dù sao đến muộn còn hơn không đến. Giờ đây trận chiến mới thực sự cân bằng, dưới sự lãnh đạo của đội trưởng mọi người hừng hực khí thế lao lên tấn công, khoai lang tím cũng ra lệnh cho đám quái vật xuất trận. Hai bên nhanh chóng tạo ra một trận đại chiến long trời lở đất. Thor đưa cây búa nhỏ cho đội trưởng cầm còn anh dùng dầu cho hợp với thân sắc to béo này. Tony hạnh phúc khi được gặp lại thằng cháu nhện nhọ. Star-Lord nhìn thấy Gamora trước mặt định nựng yêu một cái. Ai ngờ bị cô thẳng chân lên gối dập luôn hai quả trứng cút. Dự là con chim sơn ca sẽ không còn hót nổi nữa. Lúc này đội trưởng hỏi có ai thấy chiếc xe cũ kỹ đâu không. Scott cùng người yêu liền biến nhỏ rồi bay tới chiếc xe. Chiến binh báo đen đang ôm chiếc găng tay bỏ chạy thì bị Thanos chặn đường. Khi ấy, nữ phù thủy Wanda xuất hiện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khoai lang tím. Bên kia, tên pháp sư Ebony dùng sức mạnh tấn công báo đen nhưng anh đã kịp thời ném chiếc găng tay cho bé nhện. Thanos dùng thanh đại đao chém Wanda nhưng bằng sự phẫn nộ của mình cô đã đánh gãy thanh đao của hắn. Cô nhấc hắn lên không trung rồi bắt đầu lột chiến giáp của kẻ thù. Không còn cách nào khác, hắn liền hạ lệnh cho phi thuyền bắn xuống. Cơn mưa đạn này không chỉ gây thương vong cho nhóm siêu anh hùng mà ngay cả đội quân của hắn cũng bị ảnh hưởng. Đúng lúc này, một nguồn sáng từ trên trời bay xuống phá hủy chiếc phi thuyền. Thì ra là cô nàng Danvers đã trở lại sau khi đi dọn dẹp đống hậu quả của Thanos ngoài vũ trụ. Trận mưa đạn đã kết thúc nhưng trận chiến phía dưới thì chưa. Hai bên vẫn đang đánh nhau ác liệt. Nhóm siêu anh hùng tập hợp lại cho đợt tổng tiến công cuối cùng. Binh đoàn quái vật đông như kiến nhanh chóng bị đẩy lùi trước sức mạnh của chính nghĩa. Danvers lúc này có nhiệm vụ mang chiếc găng tay đến chỗ cỗ máy thời gian để trả nó về quá khứ. Thanos thấy vội chạy đến ngăn cản nhưng bị những anh hùng khác chặn đánh. Tuy nhiên hắn vẫn kịp thời phóng thanh đao phá hủy cỗ máy thời gian. Vụ nổ thổi bay cả một vùng đất rộng lớn. Bé thỏ cùng đội trưởng hợp lực cố gắng ngăn cản Thanos nhưng tên này đúng là trâu bò mà. Hắn lấy được chiếc găng tay định búng một lần nữa thì bị Danvers chặn lại. Sức mạnh của cô khiến một Thanos hùng mạnh phải quỳ xuống. Tuy nhiên hắn đã tháo viên đá sức mạnh ra rồi đấm cô bay đi.
Tony nhìn qua bác sĩ Trang liền biết được rằng cơ hội duy nhất trong 14 triệu viễn cảnh là đây. Anh nhanh chóng bay đến giữ cánh tay của khoai lang tím lại. Hắn đánh văng Tony ra rồi cười nhạo nói ta là điều hiển nhiên. Nhưng ngay khi hắn búng tay thì 6 viên hồ xoàn đã bị thằng khứa nào thó mất, thì ra chúng nó đã nằm trên tay của Tony rồi. Anh nói có cái lồng mà ăn được bố mày rồi búng tay nhẹ. Ngay lập tức binh đoàn của Thanos hóa thành tro bụi. Thấy đại quân của mình thất bại ê chề, Thanos thở dài rồi ngồi xuống một tảng đá. Chưa kịp bắn bi thuốc lào thì đã được tiễn về miền xa xăm. Mặc dù đã chiến thắng nhưng sức mạnh của 6 viên đá đã lấy đi mạng sống của Tony. Tất cả mọi người đều đau buồn trước sự hy sinh của anh. Cuối phim, ba từng trở về quê và hạnh phúc khi gặp lại vợ con của mình. Nhận nhọ cũng gặp lại người bạn thân béo ú. Vương quốc Wakanda thì mở cửa để hội nhập với thế giới. Tony đã biết trước cái chết của mình nên đã để lại thông điệp cho vợ con. Anh nói rằng đó là cái kết mà bất cứ một siêu anh hùng nào cũng phải đối mặt. Cuối cùng là nói yêu con gái 3.000. Pepper cùng với mọi người thả phòng hoa tiễn biệt người anh hùng Tony Stark. Sau đám tang, bé thỏ quyết định gia nhập nhóm vệ binh giải ngân hà. Còn đội trưởng Mèo đem những viên đá vô cực và cây búa thần trả lại đúng vị trí của chúng trong quá khứ. Anh quyết định sống một cuộc đời mà anh từng bỏ lỡ sau khi bị đóng băng 70 năm. Hiện tại đội trưởng đã trở thành một ông già 116 tuổi. Anh quyết định trao lại chiếc khiên cho Sam. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.